Y Thu kiếm lại, đứng trên võ đài, nói nhạt nhẽo, "Ngươi thua rồi." Yên lặng như tờ, mọi người đều ngẩn người ra, Hoàng Ngọc xuất trận, ai cũng nghĩ rằng cuộc tỷ thí này sẽ kết thúc ngay từ đầu, Tiêu Y tuổi còn quá nhỏ, chỉ mới 17, 18 tuổi, trong khi những người khác đều đã 3, 40 tuổi trở lên, trong mắt họ, Tiêu Y chỉ là một đứa trẻ, trẻ con thì làm sao mạnh được. Hoàng Ngọc ra tay một phát giải quyết dễ dàng, kết quả thì sao? Tiêu Y chỉ cần một chiêu đã đánh bật Hoàng Ngọc ra khỏi võ đài, khiến mọi người sững sờ, điều này, không, không thể nào. Nhiều người kinh ngạc kêu lên, kết quả thật khó chấp nhận nhưng sự thật hiển hiện trước mắt họ không muốn chấp nhận cũng không được tiêu y tay cầm kiếm dài đứng vững trên đài giống như một nữ hiệp anh dũng ánh mắt kiêu hãnh quét qua đám đông bên dưới khác xa với vẻ ngây thơ hồn nhiên thường ngày chu quang viễn lần đầu tiên thấy được một mặt này của tiêu y lập tức mở to mắt nhìn chăm chăm vào tiêu y trên đài trái tim hắn đập thình thịch không ngừng vẻ ngoài này thật khiến người ta yêu mến phong thái kiểu diễm tinh thần phấn chấn toát lên khí chất không thua kém nam nhi có một sức hút riêng điều này càng làm chu quang viễn mê mẩn không thôi hắn có một cảm giác thôi thúc muốn xông lên và chiến đấu bên cạnh tiêu y nhưng lý trí kìm lại khiến hắn dẹp bỏ ý định này có ai muốn lên nữa không tiêu y quét mắt một vòng rồi lạnh lùng hỏi vẻ bình tĩnh thể hiện sự tự tin của nàng cũng khiến người ta cảm thấy tiêu y không để ai vào mắt đáng ghét dẫn khuyết nghiến răng trong lòng chửi hoàng ngọc ngu ngốc đã lên đài rồi còn giả bộ cao thủ làm gì hắn nói giọng trầm chỉ cần cẩn thận một chút cũng không đến nỗi thua thảm như vậy lời của dẫn khuyết khiến người xung quanh gật đầu đúng vậy không nên chủ quan nha đầu kia thực lực không kém hoàng ngọc hoàng ngọc quá chủ quan nếu hoàng ngọc cẩn thận hơn ai thua ai thắng chưa biết được chủ quan hại người mọi người bàn tán xôn xao ý kiến nhanh chóng thống nhất đều cho rằng hoàng ngọc chủ quan dẫn đến thất bại lúc này có người không phục kêu lên ừ hoàng cô nương là chủ quan không thì ngươi nghĩ ngươi thắng dễ vậy sao đúng thế đừng kiêu ngạo sẽ có người đến dạy dỗ ngươi đừng tự mãn ngươi chỉ là may mắn thôi ai lên nào nhanh lên đừng để nàng kiêu ngạo nhanh chóng phía dẫn khuyết có người bước ra một công tử trẻ tuổi như ngọc mang phong độ lịch lãm bước lên đài mỉm cười nói để ta làm đối thủ của ngươi thấy công tử lên đài mọi người xung quanh vui mừng reo lên ha ha là tào thần công tử Tào huynh đã đạt tới kết đan trung kỳ tầng 6, mạnh hơn nha đầu kia nhiều lần này xem nha đầu kia làm sao đối phó ha ha lần này muốn thua cũng khó dẫn khuyết và mọi người cũng cười rạng rỡ thư giãn hơn tào thần ra tay lần này chắc thắng đúng vậy tào thần trẻ tuổi thiên phú mạnh chưa đến 30 đã đạt tới kết đan trung kỳ có hy vọng đạt nguyên anh trước 4, 50 tuổi thiên tài như vậy không thể thua nàng được tào thần cẩn thận đó có người nói phải nương tay không được nặng tay quá đâu ha ha người dưới đài tâm trạng thoải mái cảm thấy lần này không có vấn đề gì tào thần cũng nghĩ như vậy hắn ngầm chuẩn bị kỹ tránh bị đánh bại như hoàng ngọc nhưng không vội ra tay hắn cười nói tiêu cô nương thực lực của ta mạnh hơn ngươi không muốn ức hiếp ngươi ngươi ra tay trước đi ta sợ ta ra tay ngươi không kịp ra tay tiêu y thở dài nhẹ các ngươi đều như vậy sao ngươi kém cỏi nói nhiều xem chiêu cùng cảnh giới với ta mà dám nói mạnh hơn ta vì tào thần để nàng ra tay trước nàng cũng không muốn phí lời nữa nàng tấn công tào thần một kiếm thấy tiêu y vẫn dùng chiêu thức cũ trong mắt tào thần hiện lên vẻ khinh thường ngươi nghĩ ta là hoàng ngọc sao ngây thơ ta sẽ cho ngươi thấy thực lực của ta tào thần không dám chủ quan đối diện với ánh kiếm đang lao tới hắn không né tránh mà chọn cách đỡ đòn chỉ thấy trên tay hắn hiện lên ánh sáng trước ngực vẽ ra một vòng tròn ngay lập tức một chiếc khiên ánh sáng trắng mở gần như trong suốt xuất hiện trước mặt hắn dẫn khuyết vào những người khác thấy cảnh này thì ngầm gật đầu khiên linh lực địa cấp công pháp đây là một trong những tuyệt kỹ của môn phái tào huynh nghe nói khi đó sư phụ tào công tử nhờ vào chiêu này đã chặn được đợt tấn công của một quái vật nguyên anh hậu kỳ khiến quái vật kiệt sức mà chết tiểu cô nương này không thể phá được chiêu này phá không được nàng sẽ thua ha ha nàng có dồn hết sức không đây ha ha xem đi vừa nãy kiêu ngạo bao nhiêu lát nữa sẽ thảm bấy nhiêu tào thần ra tay khiến đám đông hưng phấn cảm thấy lần này tiêu y chắc chắn bại trong ánh mắt mong chờ của mọi người ánh kiếm của tiêu y lao tới ánh kiếm xanh bùng phát trên đài dựng lên một cơn bão kiếm ý như vô số thanh kiếm bay từ trời xuống đâm về phía tào thần bùm khi linh lực trong tay tào thần bừng sáng tào thần cũng bị ánh kiếm bao phủ biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người kiếm ý liên tục va chạm tàn phá mặt đất cứng rắn dưới sức tấn công của kiếm ý đá vụn bay tung tóe kiếm ý bùng nổ khiến đám đông không khỏi biến sắc kiếm ý này mạnh quá hoàng ngọc vừa nãy còn đầy vẻ không phục nhưng lúc này sắc mặt hắn u ám khó coi vô cùng kiếm ý này hắn cũng không dám chắc chắn có thể đỡ được trước kiếm ý mạnh mẽ này có người bắt đầu dao động về niềm tin với tào thần tào công tử có đỡ được không sao có thể không đỡ được chứ cứ chờ xem tuy nhiên một tiếng kêu thảm vang lên ánh sáng tắt ngấm máu tươi của tào thần bắn tung tóe ngã xuống khỏi đài hắn thua rồi nhìn tào thần ngã nặng nề trên đất mọi người đều sững sờ không không thể nào thua thua rồi giả dạ sao sao có thể dù không địch lại cũng không thể bị đánh bại trong một chiêu như vậy hắn làm cái gì mọi người đều không thể tin được kết quả này điều này còn sốc hơn việc hoàng ngọc thua tiêu y hoàng ngọc cảnh giới tương đương nhưng chủ quan sơ xuất thất bại vẫn còn có thể chấp nhận nhưng tào thần khác cảnh giới cùng tiêu y ngang nhau còn có chuẩn bị kết quả vẫn như hoàng ngọc bị đánh bại chỉ bằng một chiều dẫn khuyết và những người khác sắc mặt khó coi đến cực điểm như bị ai tát một cái mặt nóng rát cảnh giới kết đan trung kỳ tầng thứ sáu cũng không thắng nổi sao nha đầu này mạnh như vậy sao tiêu y hừ một tiếng ngẩng đầu đứng vững lớn tiếng nói chỉ vậy thôi sao còn ai muốn lên nữa không đáng ghét tiếp tục đi ta không tin nàng thật sự vô địch hoàng ngọc tào thần đều thua nhưng giận khuyết bên này vẫn không nản chí, vẫn có người tiếp tục lên đài nhưng kết quả tiếp theo khiến họ vô cùng kinh ngạc từng người một lên đài tổng cộng 8 người cuối cùng đều bị tiêu y đánh bại dù là kết đan sơ kỳ hay kết đan trung kỳ đều không phải đối thủ của tiêu y nhìn tiêu y mảnh mai nhưng trong trận đấu như một con khủng long hung bạo ra tay tàn nhẫn những người lên đài đều không phải đối thủ của nàng bị nàng dễ dàng đánh bại tám thiên tài kết đan kỳ đều bại dưới tay tiêu y cảnh tượng này khiến mọi người kinh ngạc họ há hốc miệng thân sắc ngây ngốc nhìn tiêu y trên đài như nhìn một kẻ điên tiêu y liên tiếp đánh bại tám đối thủ cảnh tượng này vượt ngoài tưởng tượng của họ không khác gì lần đầu thấy kế ngôn một kiếm chém sáu cao thủ nguyên anh đều khiến họ kinh ngạc chu quang viễn cũng ngây ngốc nhìn tiêu y trên đài sức mạnh của tiêu y vượt xa tưởng tượng của chu quang viễn con thỏ nhỏ dễ thương biến thành khủng long bạo chúa một lần nữa gây cho hắn cảm giác trái ngược mạnh mẽ Trái tim Chu Quang Viễn lại một lần nữa đập dữ dội, càng nhìn càng thấy thích, Mộc huynh, tiêu muội lợi hại như vậy sao? Chu Quang Viễn không kìm được hỏi Lữ Thiếu Khanh bên cạnh. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thành thật đáp, còn xa lắm, nàng quá lười, nếu cố gắng hơn một chút, giờ này đã là nguyên anh rồi. Ôi, lười quá mà, đầu óc cả ngày chỉ nghĩ đến mấy chuyện màu vàng, cả ngày chỉ làm hoàng thúc, phải rèn luyện chăm chỉ mới được, không thì phí mất. Lữ Thiếu Khanh đầy tiếc nuối, khiến Chu Quang Viễn mở to mắt ngạc nhiên, Mộc huynh, huynh nói thật sao? Đùa gì vậy, nàng mới bao nhiêu tuổi? Dù không biết chính xác tuổi thật nhưng qua tuổi xương, Chu Quang Viễn có thể đoán được tuổi của Tiêu Y, chắc chắn chưa đến 20 tuổi, ở tuổi này, đạt tới kết đan trung kỳ đã là thiên tài trong các thiên tài. Khi Chu Quang Viễn ở tuổi Tiêu Y, cũng chỉ mới là kết đan sơ kỳ, sức chiến đấu không thể so với Tiêu Y bây giờ, đừng nói là đánh một chọi tám, dù một chọi hai hắn cũng thấy khó khăn, Tiêu Y biểu hiện như vậy, ai cũng không thể bắt bẻ được, nhưng với Lữ Thiếu Khanh, vẫn là chưa đủ tốt, còn nghĩ đến việc lúc này trở thành nguyên anh. Tiêu Y mới bao nhiêu tuổi? Ở trong bụng mẹ đã bắt đầu tu luyện, đến giờ vẫn chưa thành nguyên anh, thật nghĩ ai cũng là quái vật sao? Chu Quang Viễn rất muốn hỏi Lữ Thiếu Khanh một câu, ngươi đang giả bộ phải không? Giả bộ cũng không nên lấy sư muội mình ra mà giả bộ, Chu Quang Viễn thấy khó chịu, không muốn nói chuyện với Lữ Thiếu Khanh nữa, sợ mình bị tức chết, ánh mắt hắn quay lại võ đài, vẫn tốt hơn là ngắm nhìn nữ thần của mình. Tiêu Y ngạo nghễ đứng trên võ đài, liên tục đánh bại 8 đối thủ, khiến nàng thêm tự tin, cả người phát ra ánh sáng tự tin, trông đầy sức sống, xem ra đúng như nhị sư huynh nói, thế giới này đã bị cô lập quá lâu, hàng nghìn năm đã khiến nhiều công pháp thất truyền, thực lực của những người này rất bình thường. Tiêu Y trong lòng càng thêm tự tin, những đối thủ thế này ta một mình có thể đánh 10 người nhìn ánh mắt kính sợ của mọi người đối với mình tiêu y càng thêm đắc ý đầu khẽ lai động chỉ thế này thôi sao thực lực như vậy mà dám đến gây rối còn ai muốn lên nữa không không phục thì cứ lên đây mọi người tiếp tục im lặng đối mặt với sự khiêu khích của tiêu y không ai lên tiếng nhiều người đến đây chỉ để xem náo nhiệt thực lực bình thường lên đài chỉ tự chúc khổ nhiều người khác thì đổ dồn ánh mắt về phía nhóm người của dẫn khuyết những người bên dẫn khuyết mặt mày u ám khó coi đến cực điểm đặc biệt là dẫn khuyết càng nghiến răng răng gần như nghiền nát thật mất mặt không ngờ nha đầu này cũng lợi hại như vậy còn có thiên lý không tám người đánh luân phiên cũng không thắng nổi nàng ở tuổi này với thực lực này rốt cuộc là quái vật từ đâu chui ra ánh mắt khiêu khích của tiêu y chiếu xuống dẫn khuyết cảm thấy như thanh kiếm dài trong tay tiêu y đâm vào người mình khiến hắn đầy thương tích mặt mày rách nát đồng bọn của dẫn khuyết cũng có cảm giác tương tự họ thậm chí không dám đối diện với ánh mắt của tiêu y dù là tu sĩ nguyên anh kỳ họ cũng cảm thấy ánh mắt của tiêu y mang lại áp lực lớn khiến họ không dám nhìn thẳng đáng ghét nhưng hành động này đối với họ là một sự sỉ nhục Khiến họ nghiến răng, vô cùng tức giận. Lúc này, Dẫn Khuyết nhìn về hai người đồng bọn trước đó, cả hai đều là kết đan hậu kỳ, một người kết đan tầng 8, một người kết đan tầng 9, cả hai đều có cảnh giới cao hơn Tiêu Y, thực lực cũng mạnh hơn Tiêu Y, ánh mắt của những người khác cũng đổ dồn về phía hai người này, ý tứ không cần nói cũng rõ, hy vọng họ có thể ra tay. Lục huynh, Từ huynh, chỉ có thể trông cậy vào các huynh thôi. Lục Hoàng, kết đan tầng 8, Từ Ngọc, kết đan tầng 9, hai người nhìn nhau, sắc mặt không tốt hai người tự tin rằng thực lực của mình mạnh hơn tiêu y lại là nam tử hán không muốn lấy lớn hiếp nhỏ không định ra tay đến bước này họ không thể tránh né nữa lục hoàng nói với từ ngọc từ huynh hay là huynh lên trước từ ngọc cười ta sợ ta lên sẽ bị nói là lấy lớn hiếp nhỏ vẫn là lục huynh ra tay thì hợp hơn dẫn khuyết nói bất kể ai ra tay lần này cũng phải thắng nếu không mặt mũi chúng ta sẽ bị người ta đạp nát dưới chân những người bên cạnh cũng gật đầu sắc mặt có phần âm hiểm lần này không thắng mặt mũi mất hết từ ngọc mạnh hơn lục hoàng Hắn không ra tay cũng hợp lý, Lục Hoàng bất đắc dĩ, cuối cùng nói, "Được thôi, ta sẽ ra tay." Thấy Lục Hoàng đồng ý ra trận, dẫn Khuyết và những người khác sắc mặt dễ chịu hơn, từ u ám chuyển sang vui mừng, "Lục huynh, đừng nương tay, phải giải quyết trận đấu thật nhanh." Lục Hoàng gật đầu, vẻ mặt kiêu ngạo, "Yên tâm đi, ta sẽ không để nàng nhảy nhót lâu đâu, thực lực mạnh hơn Tiêu Y, nếu đánh ngang tay, khó khăn lắm mới thắng, mặt mũi cũng không tốt." Lục Hoàng lên đài, những người khác sau khi kinh ngạc thì vui mừng, "Ha ha, nha đầu đó thua chắc rồi, lần này, xem nàng còn kiêu ngạo thế nào." thực lực của lục công tử đã đạt tới kết đan tầng 8, xem nàng làm sao chống đỡ tiêu y nhìn lục hoàng lên đài đánh giá từ trên xuống dưới ngươi cũng đến nộp mạng sao ai nộp mạng còn chưa biết đâu lục hoàng lạnh lùng cười quyết đoán ra tay kẻ yếu nói nhiều câu này hắn đã nghe nhiều lần hắn không muốn bị tiêu y đánh giá như vậy để ta cho ngươi thấy sự lợi hại của ta lục hoàng hét lớn câu trả lời của hắn là một tia kiếm quang như vô số thanh kiếm phủ xuống bao trùm lấy hắn một con chim nhỏ màu đen từ trên trời lao xuống đâm thẳng vào người lục hoàng linh lực khủng khiếp kiếm ý đang sợ bùng nổ ngay lập tức Lục Hoàng hết thảm, máu tươi bắn tung, ngã xuống khỏi đài, ngất xỉu. Lặng ngắt như tờ, những người xem xung quanh lại im lặng, họ không biết nói gì nữa, kết đan sơ kỳ, kết đan trung kỳ không thắng nổi, giờ đến kết đan hậu kỳ, kết quả thì sao? Kết đan hậu kỳ, Lục Hoàng tầng 8 cũng không phải đối thủ của Tiêu Y, sao lại mạnh đến thế? Nhìn Tiêu Y đã thở dốc, trận chiến với Lục Hoàng khiến nàng có chút mệt mỏi, nhưng không ai dám cười nhạo, biểu hiện của Tiêu Y đủ khiến họ im lặng, trong lòng kính nể. Chu Quang Viễn ngây ngốc nhìn Tiêu Y, rồi nhìn con chim đen trên vai Lữ Thiếu Khanh, không thể không kinh ngạc, kiếm ý hóa hình tiêu muội đúng là thiên tài bước vào nguyên anh kỳ kiếm ý hóa hình dễ như trở bàn tay không phải là điều khó nhưng ở kết đan kỳ mà lĩnh ngộ được kiếm ý hóa hình đó là thiên phú đỉnh cao ít nhất chu quang viễn rất ghen tị đồng thời hắn càng kiên định hơn trong việc theo đuổi tiêu y nữ nhân thần tiên như thế này chỉ có hắn mới xứng đáng lữ thiếu khanh vẫn lặp lại câu nói cũ còn xa lắm cả ngày lười biếng không có roi sau lưng thúc giục thì không muốn tù luyện ôi thật là một người không để tâm chu quang viễn không muốn đáp lời ngươi rõ ràng là đang giả vờ chu quang viễn nghĩ tiêu y như vậy đã làm đủ tốt rồi ở tuổi này thể hiện ra thực lực thế này, đã đủ kinh diễm rồi, không phải ai cũng làm được, ít nhất ở tổ chức thí thần này, không ai làm được điều đó, có thể ở tuổi như Tiêu Y mà có thực lực mạnh mẽ như vậy. Chu Quang Viễn không muốn tiếp tục chủ đề này, dù có muốn làm vừa lòng Lữ Thiếu Khanh, nhưng hắn không muốn để Lữ Thiếu Khanh giả bộ trước mặt mình, "Mộc huynh, hiện tại còn tiếp tục không?" Chu Quang Viễn nhìn Tiêu Y đang thở dốc, lòng đau xót, Tiêu muội đã mệt rồi. Tiêu Y dù đã thắng Lục Hoàng, nhưng tiêu hao rất nhiều, nếu có thêm đối thủ nữa, e rằng không chịu nổi. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, bước gần vài bước nói với giận khuyết giận huynh còn muốn tiếp tục không sư muội ta đã rất mệt liên tục đối chiến với chín người các ngươi đã là cực hạn rồi thêm một người nữa chắc chắn không thể các ngươi mau cử người lên nhanh chóng đánh bại sư muội ta sau đó mọi người về nhà thế nào ngươi nhìn đi trời đã tối phải về ăn cơm rồi chu quang viễn thậm chí những người xung quanh không kìm được quay lại nhìn này ngươi đứng về phía nào vậy ngươi thật sự là sư huynh sao có ai làm sư huynh như ngươi không sư muội ngươi đã như thế này mệt mỏi không chịu nổi đánh tiếp chỉ thêm thương tổn là sư huynh, điều phải làm là tìm cách kết thúc trận đấu, giữ vững danh dự, không phải đứng đây châm lửa, còn muốn tiếp tục chiến đấu. Nhưng cũng có người hiểu Lữ Thiếu Khanh đang làm gì, ha ha, thủ đoạn hay đấy. Như vậy giận công tử họ muốn tiếp tục cử người lên cũng không giữ được mặt mũi, thật là khôn ngoan, lùi một bước tiến hai bước, hiện tại giận công tử họ khó xử rồi nhỉ. Nhiều người thì thầm bàn tán, nhìn Lữ Thiếu Khanh đầy cảnh giác, ba người từ ngoài đến không ai là dễ chơi. Thực tế đúng như vậy, dẫn khuyết và những người khác giờ đây đang rất khó xử, hận không thể vỗ một cái chết Lữ Thiếu Khanh. Dẫn khuyết giận dữ nhìn Lữ Thiếu Khanh, muốn xông lên xé nát miệng của hắn tên khốn này thật vô liêm sỉ đáng ghét tên khốn vô liêm sỉ những người khác cũng hiểu rõ ý của dẫn khuyết khi nói miệng của lữ thiếu khanh khó chịu là như thế nào miệng hắn không chỉ khó chịu mà còn thật đáng ghét dẫn khuyết còn muốn để một cao thủ kết đan khác từ ngọc lên đài chắc chắn có thể đánh bại tiêu y nhưng một lời của lữ thiếu khanh đã gần như nói rõ họ đang đánh luân phiên đánh luân phiên đã đủ mất mặt lại còn đánh không thắng càng mất mặt hơn hiện tại muốn tiếp tục cử người lên đài mặt mũi họ cũng không giữ được ít nhất từ ngọc đã quay mặt đi không nhìn lên đài nữa ý tứ rất rõ ràng lên đài mất mặt đánh không thắng càng mất mặt dẫn khuyết và những người khác giận dữ nhìn lữ thiếu khanh không ai nói lời nào lữ thiếu khanh cười tủm tỉm ôi chao các ngươi không định tiếp tục nữa sao các ngươi sẽ giải thích với đại trưởng lão thế nào đây thiếu niên thiên tài của tổ chức thí thần thua rồi đại trưởng lão chắc chắn sẽ rất tức giận đúng không cẩn thận đấy đại trưởng lão rất nhỏ nhen có thể sẽ trừng trị các ngươi dẫn khuyết không kìm nổi nữa ngươi câm miệng cho ta việc này không liên quan đến đại trưởng lão phải phải hiểu rồi biết rồi rõ rồi không liên quan đến đại trưởng lão lữ thiếu khanh liên tục gật đầu nhưng nhìn thế nào cũng thấy muốn bị đánh ngươi dám đấu với ta không dẫn khuyết không kìm được nữa thách đấu lữ thiếu khanh ta sẽ giết người lữ thiếu khanh lập tức ho khan khụ khụ nhìn bộ dạng của ta ngươi chắc chắn muốn đấu với ta sao đây là ý của ngươi hay của đại trưởng lão nếu là ý của đại trưởng lão ta sẵn sàng bồi ngươi dù ta chịu thiệt cũng không sao ai bảo ta không dám đụng đến đại trưởng lão ta kính trọng đại trưởng lão nhất chưa bao giờ dám trái ý người dẫn khuyết sắp phát điên ngươi đừng nhắc đến đại trưởng lão nữa được không miệng ngươi nói kính trọng đại trưởng lão nhưng xem những lời ngươi nói có từ nào thể hiện sự kính trọng không khen trước chê sau ai cũng không phải kẻ ngốc ngươi không sợ chọc giận mọi người sao nếu truyền đến tai đại trưởng lão ngươi không sợ bị đại trưởng lão đánh chết sao dẫn khuyết trong lòng đầy hận tên khốn này thật quá đáng ghét đối mặt với tình thế này dẫn khuyết nhất thời không biết làm thế nào tiến thoái lưỡng nan phái người tiếp tục đấu với tiêu y thắng thì mất mặt thua thì mất mặt gấp đôi không phái người lên đấu bọn họ coi như thua lữ thiếu khanh cũng mất mặt tình thế cưỡi hổ khó xuống dẫn khuyết không biết phải làm sao các đồng bọn của hắn cũng đều khó coi, rất khó xử, không nghĩ ra được cách nào tốt để giải quyết tình thế hiện tại. Lúc này, một tia sáng từ trời rơi xuống, đáp xuống võ đài, tia sáng đỏ như một quả cầu lửa rơi xuống, làm mọi người ngỡ ngàng, thu hút tất cả ánh mắt. Một thiếu nữ, khuôn mặt trái xoan tinh xảo, chiều cao tương đương với Tiêu Y xuất hiện trước mặt mọi người, là Tả Điệp cô nương, là tiểu thư Tả Điệp. Nàng đến rồi, đây là nữ thần của ta. Wow, Tả Điệp cô nương thật đẹp, không kém gì đại tiểu thư, so với đại tiểu thư, ta vẫn thích Tả Điệp cô nương hơn. Tả Điệp cô nương đến đây muốn làm gì? mọi người bàn tán xôn xao về thiếu nữ xuất hiện rất tò mò người đến chính là đệ tử của lẫn vũ tả điệp nàng đáp xuống rồi mỉm cười với tiêu y ta đến làm đối thủ của ngươi thế nào mọi người kinh ngạc tả điệp muốn thách đấu tiêu y sao thực lực của tả điệp còn mạnh hơn đại tiểu thư mấy phần đã là nguyên anh sơ kỳ tầng hai tiêu y chỉ là kết đan kỳ không thể là đối thủ của nàng dù có thêm 10 người nữa cũng không đánh thắng được tả điệp lữ thiếu khanh sững sờ cô nàng này từ đâu chui ra vậy tuổi không lớn hơn tương tư tiên bao nhiêu nhưng lại không hiểu chuyện bằng một nửa tương tư tiên đến bây giờ tương tư tiên cũng không dám xuất hiện cô nàng này chạy ra làm gì từ những lời bàn tán xung quanh lữ thiếu khanh biết được thân phận của tả điệp lữ thiếu khanh hét lên sao kết đan kỳ đánh không lại liền phái nguyên anh đến sao cô nàng ngươi được đại trưởng lão sai đến phải không đại trưởng lão thật sự nhỏ nhen vậy sao không chịu thua còn sai ngươi đến bắt nạt chúng ta đúng không tả điệp ngay ra nàng vô thức đáp không không phải ngươi không cần chối cãi ta biết đại trưởng lão xem thường ba người chúng ta từ ngoài đến không phải vì ta nói vài lời thật lòng khiến hắn không vui sao ra tay đánh ta bị thương cũng được đến bây giờ vẫn còn canh cánh trong lòng sao thật nhỏ nhen thôi được rồi chúng ta nhận thua được chứ sư muội nhận thua đi không đánh nữa chúng ta không đấu lại đại trưởng lão lữ thiếu khanh tỏ ra vô cùng bi phẫn bộ dạng ủy khuất khiến mọi người mơ hồ trong lòng lại có phần tin tưởng là đại trưởng lão quá đáng sao đại trưởng lão là người như vậy sao không thể nào tại sao lại nhằm vào họ không phải nói họ là những người đặc biệt sao có lẽ vì điều này ừ có thể dù trông có vẻ đáng thương nhưng hắn đắc tội đại trưởng lão bị đại trưởng lão trừng trị cũng đáng mọi người thì thầm bàn tán những lời này khiến lữ thiếu khanh cười thầm trong lòng cũng khiến tả điệp dẫn khuyết và những người khác ngơ ngác chuyện gì đang xảy ra chỉ như vậy mà nói xấu đại trưởng lão sao tả điệp sau một lúc sững sờ vội nói ta đến đây không phải để đấu với tiểu muội ta muốn các ngươi dừng tay chuyện này đến đây là dừng đừng tổn thương hòa khí trên đỉnh núi ngồi trong căn nhà gỗ mới dựng tương khuê tóc tai dựng đứng dẫn đến run rẩy ta ta muốn đánh chết hắn khí tức mạnh mẽ suýt nữa làm căn nhà gỗ mới dựng sụp đổ hắn quát mắng cháu gái đứng trước mặt ta muốn trừng trị tên khốn này đáng ghét đáng ghét tương tư tiên vô ngữ nhìn ra ra mình nàng tỏ vẻ vô cùng bất lực ra ra ngươi thấy chưa ta đã nói rồi mà một công tử không dễ đối phó đâu là hóa thần thường ngày hắn giữ vẻ nghiêm túc trước mọi người nhưng trước mặt cháu gái tương khuê không giữ bộ mặt nghiêm túc đó hắn ôm đầu vẻ rất đau đầu ta cũng không ngờ tên tiểu tử này lại khó đối phó đến vậy hắn đã tính toán tung tin đồn để mọi người tìm lữ thiếu khanh gây rối. dẫn khuyết dẫn người lên đài ngược lại bị lữ thiếu khanh phản kích làm cho giờ đây không ít người bắt đầu nghi ngờ tương khuê thật sự nhỏ nhen như lời lữ thiếu khanh nói cố ý nhằm vào ba người ngoại lai này tương khuê không quan tâm đến danh tiếng của mình hàng nghìn năm nay danh tiếng hắn đã nhìn thấu rồi điều khiến hắn không thoải mái là đấu pháp với một tiểu tử như lữ thiếu khanh từ xa hắn đã thua thua một tiểu tử tuổi chưa đến một phần mười tuổi của hắn trong lòng bực bội không thể chịu được thua hiệp đầu giờ hiệp hai cũng gần như thua tiếp tương khuê rất khó chịu đáng ghét tên tiểu tử khốn kiếp tương khuê cảm nhận những gì đang diễn ra ở võ đài dẫn đến nghiến răng ta nhất định phải xử lý ngươi là hóa thần hắn tuyệt đối không dễ dàng nhận thua sau đó hắn nói với tương tư tiên đi bảo tên tiểu tử đó đến gặp ta ra ra ngươi định làm gì tương khuê cười lạnh hừ ta không định vòng vo nữa ta muốn trực tiếp xử lý hắn không phải hắn nói ta nhỏ nhen sao ta sẽ nhỏ nhen cho hắn xem thấy ra ra mình còn muốn đấu với lữ thiếu khanh tương tư tiên lo lắng ra ra ngươi còn muốn tiếp tục sao tương khuê giận dữ nói sao không tiếp tục ta không nhận thua hắn nhìn ra ra mình như một đứa trẻ giận dỗi tương tư tiên tức giận dậm chân ra ra đến lúc đó căng thẳng làm sao giải quyết hiện giờ ta nhờ tiểu điệp giúp đỡ lần sau còn ai giúp nữa lữ thiếu khanh và dẫn khuyết đấu ở võ đài tương tư tiên rất nhanh nhận được tin sau một lúc quan sát nàng biết tình hình không ổn nhưng nàng không thể tự mình ra mặt ngăn cản tiêu y thắng nhiều trận như vậy nàng ra mặt ngăn cản dễ bị hiểu lầm là đại trưởng lão nhát gan vì thế nàng nhờ tả điệp giúp đỡ ngăn cản không ngờ tả điệp lại chơi đùa đùa với tiêu y bị lữ thiếu khanh lợi dụng cơ hội thừa cơ nâng cao uy tín khiến mọi người tin vào những lời biện đặt của lữ thiếu khanh nghĩ rằng đại trưởng lão nhằm vào lữ thiếu khanh điều này làm tương khuê dẫn đến suýt nữa thổ huyết ở dưới lữ thiếu khanh thấy tả điệp ra ngăn cản hắn cười hỏi cô nàng đại trưởng lão sai ngươi đến ngăn cản sao ôi chao đại trưởng lão thật độ lượng thật nhân từ trước đó không ngăn cản mà khi sư muội ta sắp thua mới phái người đến ngăn cản vì nghĩ đến mặt mũi của chúng ta người thật là bậc tiền bối đức cao vọng trọng chúng ta lễ phép nhất lời của trưởng bối chúng ta không thể không nghe hôm nay dừng ở đây thôi mọi người giải tán về nhà ăn cơm đi tương khuê nghe những lời này lại tức giận đến mức khói bốc ra từ bảy khiếu đáng ghét tên khốn ta muốn đánh chết hắn vẫn là ca ngợi trước châm chọc sau vẫn là muốn bôi nhọ ta tương khuê thật sự muốn sông xuống một cái tát đánh lữ thiếu khanh bay vào núi chôn sống hắn tên tiểu tử đáng ghét như vậy nên đánh chết sớm tương khuê không chịu được nữa tức giận thổi dâu trợn mắt thúc giục tương tư tiên đi ngay lập tức bảo hắn lên đây ra ra tương tư tiên còn muốn khuyên vài câu nhưng tương khuê đã tức giận đến mức không nghe gì nữa tương tư tiên không còn cách nào khác nàng chỉ có thể dậm chân ra ra sao ngươi lại trở nên cứng đầu như vậy phải chăng cũng bởi vì một công tử quá đặc biệt khiến ra ra biến thành như vậy tương tư tiên không khỏi âm thầm suy đoán Hiện tại Tương Khuê đã không thể nghe lời khuyên của nàng, nhất quyết phải đấu với Lữ Thiếu Khanh, khiến Tương Tư Tiên cảm thấy Gia Gia đã trở thành một đứa trẻ bướng bỉnh. Nói gì cũng không nghe, Tương Khuê không nghe lời khuyên, nàng không còn cách nào khác, đành phải làm theo ý của Gia Gia, đi tìm Lữ Thiếu Khanh. Về phía Lữ Thiếu Khanh, hắn từ chối để Chu Quang Viễn theo, cùng Tiêu Y trở về chỗ ở, nhưng có một người hắn không thể đuổi đi, đó chính là Tả Điệp. Tả Điệp như cái đuôi bám theo sau Lữ Thiếu Khanh, dù Lữ Thiếu Khanh quay lại bảo nàng rời đi, nàng cũng không đi, đối mặt với sự xua đuổi của Lữ Thiếu Khanh, Tả Điệp mạnh miệng nói: "Đây không phải nhà của ngươi." Sao ngươi có quyền đuổi người?" Lữ Thiếu Khanh lặng một lúc, hóa ra là đại trưởng lão bảo ngươi đến giám sát ta sao? Vậy thì, được thôi, chúng ta không dám trái ý đại trưởng lão, ngươi muốn theo thì theo." Nghe lén từ trên đỉnh núi, Tương Khuê suýt nữa lao xuống, đánh chết Lữ Thiếu Khanh, lúc nào cũng bôi nhọ hắn, thật là đáng ghét. Tả Điệp cũng bực mình, nhất thời không biết nên theo hay không, nhưng nghĩ đến những chuyện đã nghe từ sư phụ và Tương Tư Tiên về Lữ Thiếu Khanh, khiến nàng rất tò mò về hắn, cuối cùng, sự tò mò trong lòng khiến nàng tiếp tục đi theo sau, nàng theo Lữ Thiếu Khanh đến nơi ở của hắn nhìn lữ thiếu khanh không khách sáo đóng sầm cửa lại tả điệp tức giận thốt lên không có chút lịch sự nào cả ta đã đến rồi không thể mời ta vào uống chén trà sao tả điệp muốn vào xem nhưng lữ thiếu khanh không có ý định để nàng vào nhất thời không biết nên ở lại hay rời đi đúng lúc Tà điệp đang bực bội tương tư tiên đến từ xa bay tới tương tư tiên trên mặt mang vài phần bực bội tương khuê và lữ thiếu khanh đã đối đầu nàng ở giữa rất khó xử nhưng không còn cách nào khác lời của gia gia vẫn phải nghe tả điệp vội vàng chạy tới tư tiên tỷ tỷ sao tỷ đến đây không phải bảo ta đến sao tương tư tiên cười khổ ra ra tức muốn chết bảo ta đến mời hắn đi gặp nghe vậy tả điệp vội vàng xin lỗi tư tiên tỷ tỷ, xin lỗi tả điệp chỉ định đùa một chút không ngờ lữ thiếu khanh lại nhân cơ hội này bôi đen tương khuê tương tư tiên lắc đầu chuyện này không phải lỗi của ngươi một công tử rất thông minh dù ngươi không xuất hiện hắn vẫn có cách khác đi thôi chúng ta vào xem sao được rồi tả điệp không thể đợi thêm nàng chạy ngay đến gõ cửa mở cửa chúng ta đến rồi bên trong không có động tĩnh như thể không có ai tương tư tiên lắc đầu nói với tả điệp phải khách sáo một chút tương tư tiên ít nhiều cũng hiểu về lữ thiếu khanh hắn thích mềm không thích cứng nhìn thấy ra ra mình cứng rắn một chút lữ thiếu khanh lập tức không chịu mặc kệ ngươi là hóa thần hay không trực tiếp đối đầu mộc công tử tư tiên và tả điệp cầu kiến tương tư tiên đứng ngoài gọi lớn tuy nhiên vẫn không có động tĩnh như thể tiếng nói không truyền vào trong tương tư tiên lại gọi vài tiếng kết quả vẫn như cũ tương tư tiên và tả điệp nhìn nhau bối rối tả điệp thậm chí còn nghiêm túc nói ta tận mắt thấy họ vào trong tương tư tiên càng không biết nói gì lữ thiếu khanh định không gặp nàng luôn sao nàng đành phải gọi một công tử, gia gia ta muốn gặp ngươi, ngươi không đi, hắn sẽ đích thân đến gặp ngươi. Vẫn không có động tĩnh, Tương Tư Tiên hoàn toàn bất lực, ngay cả khi đã đề cập đến gia gia, hắn vẫn không sợ. Tả Điệp cũng tức giận, cố tình à, chắc chắn là cố tình rồi. Nàng nói với Tương Tư Tiên, Tư Tiên tỷ tỷ, chúng ta vào thẳng đi. Tương Tư Tiên lắc đầu, đây không phải là cách hay, nơi này tuy thuộc về tổ chức thí thần, nhưng đã tạm thời để Lữ Thiếu Khanh và những người kia ở, họ tạm thời là chủ nhân của nơi này, tự ý xông vào, không chỉ là không lịch sự, mà nếu chọc giận Lữ Thiếu Khanh, sẽ càng rắc rối. Tả Điệp nói, vậy chúng ta không vào được, không gặp được họ, phải làm sao? Tương Tư Tiên nhanh chóng nghĩ ra một cách khác, nàng lại lớn tiếng gọi, "Kế công tử, Tư Tiên cầu kiến trên." Tả Điệp mở to mắt, cách này có hiệu quả không? Kế Ngôn hôm đó một kiếm chém sáu nguyên anh, khiến tổ chức thí thần nhận ra tài năng của Kế Ngôn, Tả Điệp trong lòng tự nhiên nâng cao vị trí của Kế Ngôn, xem ngang với sư phụ và Tương Khuê, đó là một tồn tại cao cao tại thượng, không gần gũi với thế gian. So với Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh mới giống người phàm, vì vậy, Tả Điệp đến đây không hề nghĩ đến việc làm phiền Kế Ngôn, gọi Kế Ngôn mở cửa nàng chưa từng nghĩ đến một cao thủ tuyệt đỉnh đến mở cửa cho mình nàng không có mặt mũi lớn như vậy tương tư tiên thực ra cũng nghĩ vậy nhưng đến bây giờ nàng không còn cách nào khác chỉ còn cách hy vọng vào kế ngôn sau khi tương tư tiên gọi xong bên trong vẫn không có động tĩnh ngay khi tương tư tiên nghĩ rằng lại thất bại cánh cửa mở ra kết một tiếng cửa mở từ bên trong tương tư tiên và tả điệp vui mừng vẫn là sư huynh hiểu chuyện tương tư tiên và tả điệp vào trong vừa vào cửa liền thấy kế ngôn đang ngồi trên cây cả hai vội vàng hành lễ gặp kế công tử kế ngôn gật đầu nhẹ không nói gì nhiều nhìn qua kế ngôn tương tư tiên và tả điệp thấy lữ thiếu khanh lữ thiếu khanh nằm trên mái nhà gối đầu lên hai tay nhắm mắt phơi nắng trông như đang ngủ dưới lương đình tiêu y đang cúi đầu viết gì đó trên đầu là tiểu hắc tương tư tiên đến trước nhà cười hỏi lữ thiếu khanh một công tử nhà ở không thoải mái sao hay là trên nơi ta sắp xếp không hợp lữ thiếu khanh không thể không ngồi dậy chỉ vào kế ngôn giận dữ mắng kẻ phản bội thấy sắc mà mờ mắt về ta sẽ bảo sư phụ tìm đạo lữ cho ngươi sau đó hắn hỏi tương tư tiên và tả điệp các ngươi có muốn làm đạo lữ của hắn không một câu nói khiến tương tư tiên và tả điệp đỏ bừng mặt tả điệp mạnh dạn ngẩng đầu lộ ra cổ trắng ngần hỏi ta muốn nhưng kế công tử có muốn không không muốn lữ thiếu khanh thẳng thừng trả lời khiến tả điệp sững sờ hắn nhìn tả điệp từ trên xuống dưới vẻ mặt chán ghét ngươi quá yếu sư huynh ta không thích sư huynh ta thích người mạnh hơn hắn tốt nhất là ép được hắn hơn nữa ngươi cũng không đẹp tả điệp vừa tức vừa xấu hổ nói chuyện thật quá đáng trong tổ chức này người theo đuổi ta nhiều đến mức có thể đè chết tế thần tương tư tiên dậm chân vừa tức vừa xấu hổ mộc công tử ngươi đừng đùa nữa ta có chuyện nghiêm túc muốn nói chuyện nghiêm túc chuyện gì lữ thiếu khanh hỏi lại các ngươi làm phiền giấc ngủ của ta có ý gì tương tư tiên nghiến răng mộc công tử ra ra ta muốn gặp ngươi không gặp lữ thiếu khanh không suy nghĩ lập tức đáp kiên quyết từ chối hắn nói gặp là gặp ta là thú triệu hồi của hắn sao không gặp hắn muốn gặp ta thì tự mình đến tương tư tiên không ngờ lữ thiếu khanh lại kiên quyết như vậy nàng sững sờ sau đó cười khổ quyết đối đầu đến cùng sao mộc công tử có thể nể mặt ra ra ta một chút không tương tư tiên coi như đang thỉnh cầu ôi ôi lữ thiếu khanh vội vàng ngăn tương tư tiên lại tư tiên tỷ tỷ lời này là sao ngươi nói như ta không nể mặt đại trưởng lão vậy Không có thể ăn bậy nhưng lời không thể nói bậy ta đã nói rồi ta là người lễ phép nhất kính trọng người già yêu thương trẻ nhỏ luôn chọn đánh người ở giữa đó là bản chất của ta ta không nể mặt ai nhưng ta không dám không nể mặt đại trưởng lão ta tôn kính đại trưởng lão nhất tả điệp không nhịn nổi nữa ngươi rõ ràng đang nói dối nàng hét lên nói dối ngươi đang nói bậy ngươi kính trọng người già yêu thương trẻ nhỏ ngươi lễ phép ta nhìn không ra lữ thiếu khanh từ trên cao nhìn xuống nheo mắt nhìn tả điệp ngươi có ý kiến tả điệp tức giận nói ta gõ cửa nãy giờ cũng không thấy ngươi lên tiếng đó gọi là lễ phép lữ thiếu khanh biện hộ đối với chó săn gián điệp ta không cần phải lễ phép chó săn gián điệp tả điệp suýt nữa tức chết ta thành chó săn gián điệp sao ta không biết tương tư tiên hiểu ý của lữ thiếu khanh nàng nói với hắn một công tử là ta nhờ tiểu điệp muội muội ra mặt ngăn các ngươi tiếp tục tỉ thí dẫn đại ca tìm các ngươi không liên quan đến gia gia lữ thiếu khanh gật đầu nghiêm túc nói hiểu rồi ta biết không sao, ta hiểu. Vẻ mặt hiểu chuyện của Lữ Thiếu Khanh khiến Tương Tư Tiên bực mình, nàng biết mình sai, liền nhanh chóng chuyển chủ đề, "Mộc công tử, thật ra ngươi và gia gia không cần phải làm lớn chuyện như vậy." "Làm lớn chuyện? Ai làm lớn chuyện? Hắn là người ta tôn kính nhất, sao ta lại làm lớn chuyện với hắn?" Tả Điệp không phục, "Ngươi không làm lớn chuyện, vậy sao ngươi đóng cửa? Sao không chịu gặp đại trưởng lão? Ngươi chắc chắn có ý kiến với đại trưởng lão." "Cô nàng, ngươi đừng nói bậy." Lữ Thiếu Khanh phẫn nộ, "Ta không có cách nào đi ra ngoài, thứ nhất, ngươi thấy đấy, ta bị đại trưởng lão đánh bị thương." Không thể leo núi, khụ khụ, nếu đại trưởng lão thật sự muốn ta lên núi, dù kéo lê cơ thể tàn tạ, ta cũng phải bò lên trước mặt đại trưởng lão, nghe lời dạy bảo của hắn, nhưng ta còn có chuyện quan trọng hơn không thể rời đi. Chuyện quan trọng gì? Tả Điệp không tin, khuôn mặt trái xoan đầy vẻ ngờ vực. Vẻ mặt của Tương Tư Tiên cũng tương tự, không tin rằng Lữ Thiếu Khanh còn chuyện quan trọng nào khác. Tương Tư Tiên suy nghĩ một lúc, rồi đoán, phải chăng chuyện quan trọng mà Mộc công tử nói là ngủ? Trong mắt Tương Tư Tiên, chuyện quan trọng mà Lữ Thiếu Khanh nói có lẽ chính là ngủ. Lữ Thiếu Khanh không biết nói gì, Tư Tiên tỉ tỉ trong mắt tỷ, ta là người như vậy sao? Ngủ, ta là người chăm chỉ nhất, không có chuyện ngủ đâu. Không có chuyện ngủ, vừa nãy chúng ta vào, ngươi nằm trên mái nhà làm gì? Không phải phơi nắng ngủ sao? Coi chúng ta là kẻ ngốc sao? Tương Tư Tiên và Tả Điệp thầm nghĩ, tên này thật mặt dày, Tả Điệp không khách khí nói, ngươi không ngủ, vậy chuyện quan trọng gì? Cũng không thấy ngươi tu luyện, ngươi chắc chắn là có ý kiến với đại trưởng lão, không muốn gặp hắn, nếu ngươi đang tu luyện, chúng ta thực sự không tiện làm phiền. Lữ Thiếu Khanh thở dài, mọi người hiểu lầm ta quá sâu rồi, thôi được Ta không chấp nhặt với các ngươi, ta không tu luyện, nhưng ta phải bảo vệ sư muội." Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tiêu Y, "Nàng cần tu luyện, ta là sư huynh, đương nhiên phải ở bên cạnh trông coi, ta đã nói rồi, ta kính trọng người già yêu thương trẻ nhỏ, ta thương sư muội nhất." Hụ hụ, Tương Tư Tiên bị nghẹn, không nhịn được ho, "Ngươi thương sư muội nhất? Ta chưa từng thấy." Dọc đường đi, ngươi gõ đầu sư muội không dưới 10 lần, ta nghi ngờ sư muội ngươi đã luyện thành thiết đầu công. "Sao? Không tin à?" Lữ Thiếu Khanh hỏi. "Không tin." Tả Điệp Liếc nhìn Tiêu Y, không chút nể mặt Lữ Thiếu Khanh ta không nghĩ tiêu muội đang tu luyện tương tư tiên cũng bất lực nói mộc công tử dù ngươi không muốn gặp gia gia ta cũng không cần viện cớ như vậy chứ sư muội ngươi đang cắm đầu viết có khi là viết tội trạng của ngươi đó cũng gọi là tu luyện tương tư tiên vừa dứt lời đột nhiên có một luồng sóng truyền tới tương tư tiên quay đầu nhìn thấy từ người tiêu y dưới lương đình phát ra một luồng sóng mãnh liệt linh lực xung quanh bắt đầu tụ lại tả điệp kinh hô đột đột phá tương tư tiên sững sờ linh lực như cơn lốc xoáy rít lên xoáy quanh bao phủ lương đình nhỏ không biết từ khi nào tiêu y đã ngồi xếp bằng bóng dáng của nàng trong lương đình hiện ra mờ ảo tựa như tiên nữ trong sương mù tương tư tiên và tà điệp đứng bên cạnh đều ngây ngẩn nói đột phá là đột phá không có chút dấu hiệu nào sao thật sự đang tu luyện hay là đột nhiên đột phá tự nhiên hóa ra hắn nói thật thật sự đang bảo vệ tiêu y tu luyện không thể rời đi tương tư tiên nhìn tiêu y đang tiến vào trạng thái đột phá trong lòng có chút áy náy mình đã hiểu lầm lữ thiếu khanh sao lữ thiếu khanh chỉ vào tiêu y thấy chưa ta không lừa các ngươi chứ ta không thể rời đi đại trưởng lão muốn gặp ta để hắn tự tới ta ở đây đợi chắc chắn không đóng cửa. Không đóng cửa? Dù có đóng cửa, gia gia ta đến gặp ngươi, có cần phải vào từ cửa chính không? Tương Tư Tiên thầm nghĩ, hiện tại Tiêu Y đang đột phá, Tương Tư Tiên biết thời điểm này không phù hợp, nhưng mục đích nàng đến đây là để Lữ Thiếu Khanh gặp gia gia nàng, không phải để gia gia nàng tự tới. Mộc công tử, nếu vậy, vài ngày nữa đi gặp gia gia ta, mọi người ngồi xuống nói chuyện, được không? Không đi. Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ nguyên câu trả lời, ta đã nói rồi, ta không đi, đánh chết ta cũng không đi, đại trưởng lão muốn gặp ta thì tự đến. Sư muội ta đang đột phá, ta còn phải tiếp tục bảo vệ nàng giúp nàng củng cố cảnh giới à không còn cách nào khác đại sư huynh không đáng tin chỉ có ta tiểu sư đệ phải lo những chuyện này tương tư tiên và tà điệp không nhịn được liếc nhìn kế ngôn không xa sư đệ ngươi nói xấu ngươi như vậy ngươi không xử lý sao dù tương tư tiên có khuyên nhủ thế nào lữ thiếu khanh vẫn lắc đầu không chịu gặp tương khuê được rồi lữ thiếu khanh cuối cùng mất kiên nhẫn ta rất bận các ngươi đi đi không có thời gian mời các ngươi ăn cơm tương tư tiên không còn cách nào nàng không thể thuyết phục được lữ thiếu khanh cuối cùng nàng chỉ còn biết quay sang nhìn kế ngôn kế công tử Ngươi xem, đừng làm phiền sư huynh ta tu luyện." Lữ Thiếu Khanh không hài lòng, "Ngươi đến làm phiền ta thì được, nhưng đừng quấy rầy sư huynh ta, hơn nữa chuyện này không đến lượt hắn quyết định." Tả Điệp không tin, "Hắn là đại sư huynh, ngươi là sư đệ, ngươi nói là được sao? Ngươi thật là hỗn láo." Kế ngôn một lúc sau mới lên tiếng, "Chuyện này, hắn có quyền quyết định." Tả Điệp kinh ngạc, khó tin nhìn Lữ Thiếu Khanh, sư đệ của ngươi nhìn là biết không đáng tin, ngươi lại để hắn quyết định, ngươi không sợ hắn bán đứng ngươi sao?" Lữ Thiếu Khanh đắc ý nói, "Ừ, đã nói rồi, chuyện này còn chưa đến lượt hắn quyết định, được rồi." tư tiên tỷ tỷ các ngươi đi đi tương tư tiên làm nỗ lực cuối cùng một công tử ngươi phải làm sao mới chịu gặp ra ra ta tương tư tiên tuy không rõ nhưng cũng đoán được đôi chút việc hai bên đối đầu thế này thực ra là để dành một chút thể diện ai chủ động đi gặp trước sẽ thấp kém hơn tả điệp cũng nói đúng vậy coi như nể mặt tư tiên tỷ tỷ không được sao lữ thiếu khanh nghe xong xoa cầm trầm mặc một lúc vẻ mặt lộ rõ sự do dự cuối cùng như đưa ra quyết định khó khăn được thôi vì tư tiên tỷ tỷ ta không thể không nể mặt ngươi chỉ cần đại trưởng lão đồng ý một điều kiện của ta ta sẽ đi gặp hắn Điều kiện gì? Tương Tư Tiên trong lòng vui mừng, cuối cùng cũng thấy chút ánh sáng. Lữ Thiếu Khanh ném một ngọc giản cho Tương Tư Tiên, bên trong có bản đồ in mục tiêu của hắn, ta muốn đi đến nơi này. Khi Tương Tư Tiên nhận ngọc giản, nàng đã đoán được là gì, nàng nhìn thoáng qua, trầm mặc, thế giới huyền thổ. Tâm trạng nàng đột nhiên trở nên ảm đạm, nàng giơ ngọc giản lên, nhìn Lữ Thiếu Khanh hỏi, "Mộc công tử, ngươi đi theo ta là vì điều này?" Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, "Không phải, ta bị sự chân thành của ngươi cảm động, mới theo ngươi đến đây." Tương Tư Tiên không biểu cảm nhìn Lữ Thiếu Khanh, "Nói dối, nói tiếp đi, ta đang nghe." lữ thiếu khanh đã bày tỏ thái độ rõ ràng tương tư tiên ở lại đây cũng không còn ý nghĩa gì nàng chỉ có thể dẫn tả điệp rời đi tư tiên tỉ tỉ cứ đi như vậy sao sau khi rời đi tả điệp không cam lòng cả đời ta chưa bao giờ cảm thấy bị ức hiếp như vậy không chiếm được chút lợi nào hai mỹ nhân chúng ta lữ thiếu khanh lại coi như không tồn tại nghĩ mà tức tương tư tiên lắc đầu ta đã nói rồi một công tử rất khó đối phó nàng cúi đầu nhìn ngọc giản trong tay càng thêm phiền muộn nếu không vì thứ này lữ thiếu khanh đã bỏ ta từ lâu rồi thôi để ra ra quyết định đi tương tư tiên lắc đầu dẫn tả điệp về gặp tương khuê khi tương tư tiên về tương khuê không thấy lữ thiếu khanh liền hỏi sao rồi tên tiểu tử đó không đến thật không sợ ta đi tìm hắn sao tương tư tiên nói ra ra hắn muốn người đi tìm hắn sau đó nàng kể lại quá trình khiến tương khuê tức đến đập đùi đúng là tên tiểu tử đáng ghét thật sự muốn ta đi xử lý hắn sao mặc dù nói vậy nhưng tương khuê không muốn đi giờ mà đi coi như thua hiệp đấu thứ hai khi thế lại bị đè một đầu tả điệp bên cạnh cổ động đại trưởng lão đi thôi xử lý hắn ta thấy hắn rất đáng đánh miệng nói lễ phép nhưng hành động lại không chút lễ phép nên xử lý hắn một trận tương khuê lắc đầu ngươi không hiểu gặp mặt cũng phải để lữ thiếu khanh đến mới là tốt nhất tương tư tiên đưa ngọc giản cho tương khuê ra ra hắn nói hắn có thể đến gặp người nhưng có điều kiện hắn muốn đến thế giới huyền thổ cái gì thế giới huyền thổ hắn điên rồi sao tả điệp kinh ngạc thốt lên tên đó không những không lễ phép mà còn mơ mộng nhiều tương khuê nhíu mày hừ một tiếng nghĩ hay thật tương tư tiên nói ra ra một công tử đến đây chắc chắn là vì thế giới huyền thổ nếu không ta thực sự không thể dẫn hắn đến tiểu tử xảo quyệt hắn thực sự muốn gì tương khuê vẻ mặt nghiêm trọng lữ thiếu khanh rất xảo quyệt để lại ấn tượng sâu sắc cho hắn nếu hắn muốn đến thế giới huyền thổ chắc chắn có mục đích sâu xa và đáng sợ hơn tuy nhiên hắn không thể biết được thông qua bói toán nghĩ một lúc tương khuê lại lấy ra vài đồng xu chuẩn bị bày trận tương tư tiên kinh ngạc ra ra người định làm gì lại muốn bói quẻ về một công tử sao vừa bị xét đánh mới vài ngày trước tương khuê lắc đầu ta muốn bói quẻ về thế giới huyền thổ các ngươi ra ngoài lánh xa đi để phòng bất chắc tương khuê bảo tương tư tiên và tả điệp rời khỏi đó theo lời chú ngữ một luồng khí huyền diệu hiện lên khi thời gian đã đủ tương khuê mở to mắt ném những đồng xu về phía trước đồng xu phát ra âm thanh u u như có một bàn tay vô hình thúc đẩy chúng bề mặt chúng phát ra ánh sáng mờ nhạt dần dần chia thành hai nửa đối đầu trên không trung như hai đội quân rồi trong khoảnh khắc chúng va vào nhau phát ra sức mạnh lớn cuối cùng tan thành bột một luồng ánh sáng đen trắng đan xen, chỉ trong một hơi thở đồng xu tan thành bột hai luồng ánh sáng đen trắng cũng biến mất theo Đinh, một âm thanh trong trẻo vang lên một đồng xu cuối cùng rơi xuống đất tương khuê cúi đầu nhìn chỉ thoáng nhìn một cái cảm giác nguy hiểm lập tức ập đến trên bầu trời vang lên một tiếng sấm chói tai tương khuê đã chuẩn bị từ trước thân hình lóe lên một con rối giống hệt hắn lại xuất hiện bóng dáng hắn biến mất tại chỗ xuất hiện bên ngoài nhưng vừa xuất hiện sắc mặt hắn thay đổi vụt một ngụm máu tươi phun ra trong không trung tạo thành một làn xương máu ra ra từ xa tương tư tiên thấy vậy kêu lên kinh hãi đừng lại đây tương khuê hét lớn trên bầu trời một tia chớp trắng như dòng thần từ trên trời giáng xuống dầm ngôi nhà gỗ mới dựng lại bị đánh tan tành con rối còn lại trong tia chớp hóa thành cho chưa hết tương khuê ngẩng đầu từ trên trời lại giáng xuống một tia chớp khổng lồ ác liệt lao vào hắn như muốn đánh tan hắn thành cho bụi tương khuê cảm giác lạnh toát từ ra đầu hơi thở của cái chết bao trùm dù là hóa thần đối mặt với sấm sét của thiên đạo chỉ một sơ suất sẽ tan thành mây khói hoàn toàn biến mất tương khuê vung tay trước mặt xuất hiện ba con rối hắn cắn đầu lưỡi phun một ngụm tinh huyết lên ba con rối linh lực trong cơ thể không chút do dự truyền vào chúng chỉ trong thời gian ngắn Chúng như sống lại, phát ra khí tức giống hệt Tương Khuê. Khí tức của Tương Khuê nhanh chóng biến mất, như thể trở thành một người bình thường, biến mất trong thiên địa. Y. Tương Khuê hét lớn, ba con rối bay lên trời theo ba hướng khác nhau, rầm. Tia chớp như rắn, ác liệt đánh xuống, ba con rối lần lượt tan biến trong tia chớp. Một lúc lâu sau, mây đen trên bầu trời tan biến, mọi thứ trở lại yên tĩnh, Tương Khuê mới dám thở phào nhẹ nhõm, hắn ôm ngực, sắc mặt tái nhợt, lần này bị thương không nhẹ, hắn nhìn ngôi nhà gỗ bị đánh tan tành, lòng đau đớn, vừa dựng lên không bao lâu, lại mất rồi, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời trong lòng cảm thán đây là một không gian khép kín do tiền bối dày công suy nghĩ để lại chút đất lành cho nhân tộc ngay cả tế thần cũng không tìm được không gian này nhưng trước thiên đạo vẫn không có gì ẩn giấu được lần trước đã đủ hung ác lần này so với lần trước còn ác liệt hơn trong ngoài giáp công hiểm nguy vô cùng nếu không chuẩn bị kỹ càng lần này chắc chắn đã chết đáng sợ quá đáng sợ tên tiểu tử khốn kiếp đó ba người họ rốt cuộc có lai lịch gì bói một chút về tên tiểu tử đó bị xét đánh tương khuê biết lai lịch của lữ thiếu khanh rất đáng sợ nên bói quẩy về thế giới huyền thổ xem thế giới này sẽ ra sao liệu có xảy ra biến cố lớn tình hình sẽ tốt hay xấu đây là cách của tương khuê chiến lược vòng vo bằng cách sử dụng người hoặc vật liên quan để bói quẻ không những có thể tránh được nguy hiểm mà còn thu được một số thông tin hữu ích nhưng không ngờ phản ứng lại mạnh mẽ như vậy dường như đã làm thiên đạo nổi giận sắc khí đằng đằng suýt chút nữa giết chết hắn tuy nhiên lần này cũng không phải không thu hoạch được gì đồng xu cắn nhau là một điểm xấu báo trước sự việc đáng sợ và tuyệt vọng nhưng đồng xu cuối cùng rơi xuống lại đại diện cho một tia hy vọng trong tuyệt vọng có một tia hy vọng tóm lại trong tuyệt vọng có hy vọng trong bóng tối có ánh sáng. Hơn nữa, thế giới huyền thổ trước đây hắn cũng đã từng bói, không có phản ứng đáng sợ như vậy. Điều này cho thấy, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ tiến vào thế giới huyền thổ, đây là đại thế sắp tới, hắn không thể ngăn cản. Tương Khuê trầm ngâm, ánh mắt lấp lánh. Ra ra, Tương Tư Tiên chạy đến, sắc mặt tái nhợt, đầy lo lắng, cảnh tượng đáng sợ như vậy, nàng là lần đầu tiên thấy, ra ra, rốt cuộc người đã bói được gì? Tương Khuê lắc đầu, ngay cả hắn cũng không thể nói rõ, hắn đột nhiên hỏi Tương Tư Tiên, ngươi thấy ba người họ thế nào? Tương Tư Tiên không hiểu vì sao ra ra hỏi vậy, nhưng nghĩ một lúc nàng vẫn nói ra ấn tượng của mình về ba người lữ thiếu khanh kế ngôn thiên phú cao thực lực mạnh trong tổ chức thí thần này không ai bằng tiêu y thuần khiết hoạt bát thiên phú không kém nhìn biểu hiện lần này là biết còn lữ thiếu khanh thì phức tạp hơn nhiều ít nhất tương tư tiên không dám nói mình hoàn toàn hiểu rõ lữ thiếu khanh trên người lữ thiếu khanh luôn như có một làn sương mù bao phủ khiến người ta không thể nhìn thấu con người hắn tuy nhiên về ba sư huynh đệ lữ thiếu khanh ta cảm thấy họ không phải người xấu họ đối với quái vật cũng rất tàn nhẫn hơn nữa họ đối phó với quái vật dường như có sức sát thương mạnh hơn tương khuê gật đầu điều này là đủ rồi không phải quái vật là người của nhân tộc vậy là đủ suy nghĩ một hồi tương khuê lại nói với tương tư tiên đi bảo tên tiểu tử đó đến gặp ta tương tư tiên vô thức nói ra ra hắn không chịu trừ khi đột nhiên tương tư tiên hiểu ra cả tà điệp cũng tròn mắt đầy kinh ngạc ra ra người người đồng ý để hắn vào thế giới huyền thổ thế giới huyền thổ ngay cả người trong tổ chức thí thần cũng không dễ dàng vào được trừ khi có lý do quan trọng mới được phép vào ngay cả tương tư tiên cũng không đủ tư cách vào vậy mà bây giờ tương khuê lại định đồng ý cho lữ thiếu khanh người ngoài vào. Ra ra, dù người đồng ý, các trưởng lão khác cũng không đồng ý. Tương Khuê xua tay, không sao, ta có kế hoạch của mình, ngươi đi bảo hắn đến gặp ta trước, ít nhất, căn nhà này cần người đến dựng lại. Tương Tư Tiên không còn cách nào, đành tiếp tục làm người truyền tin, cùng Tả Điệp lại đi tìm Lữ Thiếu Khanh. Lần này, Tả Điệp không định gõ cửa, nàng nói với Tương Tư Tiên, "Tư Tiên tỷ tỷ, vào thẳng đi, dù sao gõ cửa cũng vô ích, gõ cửa, lát nữa lại không có ai trả lời thì sao?" Lại như lần trước à? Tương Tư Tiên không nói gì, coi như ngầm đồng ý, Tả Điệp trực tiếp đẩy cửa vào, vừa vào cửa, liền nghe tiếng Lữ Thiếu Khanh vang lên, đột phá. Đột phá giỏi lắm sao? Ngươi có biết bây giờ ngươi có thực lực gì không? Có phải nghĩ rằng có thể đá đại sư huynh, dẫm lên nhị sư huynh không? Đến đây, đến đây, ngươi thử xem. Tương Tư Tiên và Tả Điệp nhìn kỹ, thấy Lữ Thiếu Khanh ngồi trên mái nhà, vẫn giữ dáng vẻ nằm như lúc trước, còn Tiêu Y thì ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, nghe lời dạy bảo của hắn, Tương Tư Tiên và Tả Điệp đều ngẩn ngơ, nhanh vậy đã đột phá rồi. Trước sau đã hai canh giờ chưa? Hai canh giờ, đủ để đột phá sao? Khi nào đột phá nhanh như vậy? hay là tiêu y đột phá thất bại tương tư tiên và tà điệp đứng im tại chỗ trong lòng vô cùng chấn động cảm thấy khó tin tiêu y rụt rè lên tiếng nhị sư huynh ta nào dám trong lòng tiêu y thầm nghĩ ta chỉ là đột phá thành công tiến vào kết đan hậu kỳ vui mừng kêu lên một chút thôi mà còn nữa đừng nhắc đến chuyện đá đại sư huynh dẫm đạp nhị sư huynh có được không những lời này ngươi chẳng phải đã nói như gió thoảng qua tai sao sao lại nhớ mãi lữ thiếu khanh dạy dỗ một lúc mới hài lòng nói chú ý một chút đừng để ta cảm thấy ngươi ngốc chỉ có chút thực lực đã muốn kiêu ngạo ngươi không biết tự lượng sức mình à giống ngươi bằng tuổi này đại sư huynh đã đạt tới cảnh giới gì ngươi không có ý thức sao tiêu y vai khẽ rũ xuống liếc nhìn về phía kế ngôn khi kế ngôn ở độ tuổi của nàng đã là cảnh giới nguyên anh ta là người bình thường mà trong lòng tiêu y tiếp tục than thở nhưng bên ngoài vẫn ngoan ngoãn đúng lúc đó nàng nhìn thấy tương tư tiên và tà điệp bước vào lập tức vui mừng cuối cùng cũng có thể chuyển chủ đề nhị sư huynh tư tiên tỷ tỷ đến rồi lữ thiếu khanh không mở mắt hừ một tiếng không nghe thấy tiếng gõ cửa ngươi nghĩ ta điếc à Tư tiên tỷ tỷ có thể vô lễ như vậy không gõ cửa mà vào sao cố ý chắc chắn là cố ý tương tư tiên muốn đập đầu vào tường tả điệp cũng tức đến nghiến rằng tên này thật đáng ghét gõ cửa không đáp không gõ cửa thì nói là vô lễ sư phụ nói không sai tên này rất đáng đánh tương tư tiên có chút lúng túng nhưng không còn cách nào nàng chỉ có thể mở lời mộc công tử ta đến rồi hả lữ thiếu khanh ngồi dậy khó tin nhìn tương tư tiên sao không gõ cửa mặc dù biết lữ thiếu khanh cố ý nhưng tương tư tiên vẫn cảm thấy ngại ngùng nàng chỉ có thể nói ta sợ gõ cửa sẽ làm phiền tiêu muội muội đột phá tiêu y cười hì hì nói ta đã xong từ lâu rồi ừ sao ta nghe như ngươi rất đắc ý lữ thiếu khanh lên tiếng tiêu y le lưỡi vội vàng thu lại nụ cười tiêu y vui vẻ cũng khiến tương tư tiên và tà điệp biết nàng đã đột phá thành công không phải thất bại hai người trong lòng lại chấn động đồng thời cũng không thể không cảm thán thật đặc biệt thật phi thường tương tư tiên nhìn sâu vào hai người lữ thiếu khanh nói ra ý của gia gia nàng mộc công tử gia gia ta muốn ngươi đến gặp hắn lữ thiếu khanh lập tức hào hứng đại trưởng lão đồng ý rồi Tương Tư Tiên không cho Lữ Thiếu Khanh câu trả lời chắc chắn, chỉ nói, ngươi đi gặp hắn sẽ biết. Được. Lữ Thiếu Khanh không chần chừ, đồng ý ngay, sự nhanh chóng này khiến Tương Tư Tiên không khỏi nghi ngờ, đồng ý nhanh như vậy, có chút khác thường, nghĩ đến tính cách khó lường của Lữ Thiếu Khanh, nàng không thể không nói, Mộc công tử, ngươi không sợ ra ra ta lừa ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc, phê bình hành động của Tương Tư Tiên, Tư Tiên tỷ tỷ, ngươi nói vậy là sao? Ngươi đang nghi ngờ phẩm cách của đại trưởng lão sao? Không nên thế, ngươi là cháu của đại trưởng lão, ngươi nên tin tưởng hắn đối diện với sự phê bình của lữ thiếu khanh tương tư tiên muốn phun máu ta tin gia gia ta nhưng ta không tin ngươi gia gia ta đối diện với ngươi đã trở thành một người khác gia gia ta sẽ không lừa người khác nhưng đối diện với ngươi thì khác có thể sẽ lừa ngươi nếu gia gia ta lừa ngươi hoặc không thể cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng ngươi chắc chắn sẽ gây chuyện đến lúc đó mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn một công tử ta chỉ là giả thiết thôi tương tư tiên ngập ngừng giả sử gia gia ta không thể cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng ngươi sẽ làm gì tương tư tiên muốn hỏi rõ để có kế hoạch dự phòng giả sử Lữ Thiếu Khanh quả quyết phất tay, mặt đầy nghiêm túc, không tồn tại tình huống đó, ta tin rằng đại trưởng lão sẽ không lừa ta, đi thôi, chuyện không nên chậm trễ, mau đi gặp đại trưởng lão, để người già chờ lâu, không phải là hành động lễ phép, đi thôi, đi thôi, Lữ Thiếu Khanh lao ra ngoài trước, một cú nhảy bay lên trời, tốc độ nhanh chóng, không hề có dấu hiệu bị thương. Tả Điệp ngây ngốc nhìn Lữ Thiếu Khanh đang hối hả, nói với Tương Tư Tiên, Tư Tiên tỷ tỷ, cứ thế này à? Tương Tư Tiên thở dài, tiếp theo sẽ ra sao, ta cũng không biết, đi thôi. Tương Tư Tiên đuổi theo lúc này nàng chỉ có thể cầu mong gia gia và lữ thiếu khanh đừng làm lớn chuyện dù gia gia nàng là hóa thần nàng cũng không có nhiều niềm tin từ lúc lữ thiếu khanh đến đây gia gia nàng chưa thể chiếm được chút lợi thế nào trước lữ thiếu khanh bị lữ thiếu khanh làm tức giận đến mức dâu dựng đứng lữ thiếu khanh nhàn nhã lên đỉnh núi hít một hơi sâu quả nhiên là nơi tốt núi không cao có tiên thì linh đây là nơi ở đơn sơ hả à, đây thật sự là một căn nhà tồi tàn bị xét đánh thành thế này thật thảm nhìn ngôi nhà gỗ bị đánh tan tành chỉ còn lại hình dáng mờ nhạt lữ thiếu khanh xích xoa cảm thán ồ khoe khoang bị xét đánh chả trách mấy ngày nay nghe thấy tiếng sấm hóa ra là ở đây chật chật nhằm vào xoáy ca là phải gặp xét đánh Tương khuê xuất hiện trước mặt lữ thiếu khanh với gương mặt đen sì ngươi nói ai bị xét đánh khí tức không thoải mái phát ra từ tương khuê nhìn lữ thiếu khanh như thể nhìn thấy kẻ nợ tiền không trả còn đi chơi bời lữ thiếu khanh không hề sợ tương khuê chỉ vào ngôi nhà gỗ hư hỏng đây này không bị xét đánh là gì người ta cuối cùng phải làm việc tốt không thể quá tệ nhìn xem thiên đạo cũng không tha tương khuê càng tức muốn đánh người tên tiểu tử này hắn kìm nén cơn giận lạnh lùng hỏi ngươi nói ta sao ai nói ngươi lữ thiếu khanh liếc mắt ta chỉ nói cảm nhận của mình thôi đừng tự nhận vào mình thật là bao nhiêu tuổi rồi vẫn còn như một đứa trẻ nhạy cảm ngây thơ không tương khuê tức đến mức cũng liếc mắt lại lữ thiếu khanh thật là tiểu tử hỗn láo có cơ hội là muốn dẫm lên ta phải không được rồi ngươi đã nói ta nhỏ mọn ta sẽ nhỏ mọn cho ngươi xem tương khuê quyết tâm mắt lóe lên sát khí lập tức muốn xử lý lữ thiếu khanh lữ thiếu khanh nhận thấy ngay lập tức nhanh chóng nhảy qua bên tương tư tiên đồng thời nhanh chóng chuyển chủ đề đại trưởng lão ngươi gọi ta đến có gì giận dò sao khụ khụ ta còn đang bị thương mà đến gặp ngươi tiểu tử tương khuê không nhịn được nữa quát lên ngươi đừng có ở đây giả vờ ngươi bị thương đàng hoàng mà nói chuyện lữ thiếu khanh nghe vậy lập tức ưỡn ngực nghiêm túc nói đúng vậy phải nói chuyện đàng hoàng lát nữa ai ra tay trước người đó là chó con biết không nói xong bình tĩnh bước vài bước tới trước mặt tương khuê nhìn dáng vẻ hỗn láo của lữ thiếu khanh tương khuê phải gắng nhịn cơn giận hắn nhìn lữ thiếu khanh cuối cùng không kiềm chế được tò mò hỏi ngươi là người gì là người tốt lữ thiếu khanh cười tươi một người hiểu lễ phép, biết xấu hổ. Đàng hoàng mà nói chuyện, Tương Khuê tức giận, "Ai hỏi ngươi chuyện đó? Ngươi cũng coi như hiểu lễ phép, biết xấu hổ sao? Ngươi làm ta, một người già, tức đến mức tăng huyết áp, ngươi có phải là người của thánh điện? Ngươi đến từ bên ngoài." Tương Khuê lạnh lùng hỏi, điều này cũng không làm Lữ Thiếu Khanh quá ngạc nhiên, Tương Khuê là người từ ngàn năm trước, theo lời Mộc Vĩnh, ngàn năm trước, nơi này vẫn là bắc mạc của Hàn Tinh. Lữ Thiếu Khanh không định giấu giếm, vì dù có giấu cũng vô ích, hắn gật đầu, "Có thể nói vậy, chúng ta đúng là từ bên ngoài đến." Tuy nhiên Lời này của Lữ Thiếu Khanh dường như đã hoàn toàn khơi dậy cơn thịnh nộ của Tương Khuê, thánh địa đáng chết. Tương Khuê gầm lên, giọng nói chứa đựng oán khí và hận thù ngút trời, ngay sau đó, hắn giơ một tay về phía Lữ Thiếu Khanh. Trong chớp mắt, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy trời đất biến mất, thay vào đó là một bàn tay khổng lồ của Tương Khuê, Tương Khuê như một thiên thần, một bàn tay khổng lồ che trời lấp đất, ép xuống hắn. Áp lực khủng khiếp như trời sụp, mặt đất lập tức bốc lên một lớp bụi, cuồn cuộn tản ra, Tiêu Y, Tương Tư Tiên và Tả Điệp bị áp lực mạnh mẽ đẩy lùi. Lữ Thiếu Khanh tức giận, chó con, chó trưởng lão ngươi nói đàng hoàng mà không giữ lời tự ý ra tay lần này lữ thiếu khanh không định nhịn nữa thật sự cho rằng dễ khi dễ sao đối mặt với cú đánh của tương khuê lữ thiếu khanh không lùi mà tiến tay cầm mặc quân kiếm chém mạnh xuống vút kiếm khí bùng lên kiếm ý cùng bạo tràn ngập đỉnh núi tương tư tiên và tả điệp đã lùi xa hàng chục dặm bị kiếm ý này làm cho kinh ngạc đây là một kiếm ý không thua kém kế ngôn tả điệp kinh hô hắn hắn cũng mạnh như vậy tiêu y nghe vậy trong lòng vui sướng vô cùng nhị sư huynh luôn luôn khiêm tốn đôi khi cố tình che giấu sức mạnh khiến người ta nghĩ rằng hắn yếu ít người biết được thực lực thực sự của nhị sư huynh hừ bị dọa sợ rồi phải không tiêu y vui vẻ nói Tả điệp tỉ tỉ bình tĩnh chuyện nhỏ thôi đừng ngạc nhiên Tả điệp khó khăn lắm mới đè nén được sự kinh ngạc trong lòng nhìn tiêu y hắn không sợ đại trưởng lão sao đại trưởng lão là hóa thần dù lữ thiếu khanh có tài giỏi cũng chỉ là nguyên anh nguyên anh sao có thể đấu với hóa thần về điểm này tiêu y cũng hiện lên vẻ nghi ngờ nàng cũng không hiểu tại sao lữ thiếu khanh lại dám đấu với đại trưởng lão nhưng tiêu y tin tưởng lữ thiếu khanh hắn sẽ mang đến bất ngờ cho mọi người tiêu y tự tin nói dù là đại trưởng lão cũng đừng mong chiếm được lợi thế từ nhị sư huynh. Lần này đến lượt Tương Tư Tiên không vui, nàng kiên quyết đứng về phía gia gia mình, như Lữ Thiếu Khanh đã nói, không nên nghi ngờ gia gia của mình, nàng nói: "Dù Mộc công tử đặc biệt và giỏi giang, nhưng hắn không phải là đối thủ của gia gia ta, một người là hóa thần, một người là nguyên anh, khác biệt như trời và đất, sao có thể so sánh?" Tiêu Y cười hì hì: "Hãy xem đi, chắc chắn sẽ có bất ngờ cho ngươi." Bên này, kiếm quang bạo phát của Lữ Thiếu Khanh bừng sáng, kiếm ý kinh khủng bùng nổ, cuối cùng hội tụ thành một điểm, lao về phía Tương Khuê. Trong cảm nhận của Tương Khuê, như có vô số thanh kiếm bay tới đâm vào hắn, mũi kiếm sắc bén, ý sát khốc liệt, khiến hắn, một hóa thần, cảm nhận được áp lực, thiếu niên thiên tài, kiêu hùng của trời, yêu nghiệt tuyệt thế, chỉ có những từ này mới đủ để miêu tả người trước mắt. Nhưng thực lực mà Lữ Thiếu Khanh thể hiện càng mạnh, Tương Khuê càng tức giận, "Ngươi chắc chắn là đệ tử của Thánh địa." Một tiếng gầm vang, khí tức của Tương Khuê lại bùng nổ, tay phát sáng, đánh mạnh về phía Lữ Thiếu Khanh. Không gian như bị đấm thủng, một làn sóng vô hình lan tỏa trên đỉnh núi, mây trắng trong ngàn dặm đều bị chấn động tan biến, đồng thời vô tận kiếm ý của lữ thiếu khanh lập tức bị áp chế xóa sạch một sức mạnh khổng lồ giáng xuống lữ thiếu khanh phụt hắn phun ra một ngụm máu tươi dầm mặt đất trên đỉnh núi lại chấn động thân thể lữ thiếu khanh như bị một cú đập nát xuống đất tạo thành một cái hố sâu lữ thiếu khanh nằm trong hố sâu không biết sống chết ra sao